Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Linh nha. Chúc cô chú anh chị ngày mới nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Hôm nay Linh sẽ làm món đậu hũ nước đường ăn cô chú anh chị ơi. Linh mua cái đậu hũ này hôm qua nè, Linh để tủ lạnh đó. Bữa nay Linh mới rảnh Linh làm. Không gà thèm cái món đậu hũ nước đường này lâu rồi mà Linh không có làm. Cái nguyên liệu để làm cái món đậu hũ nước đường thì có đầu tiên là đậu hũ nè, ở đây là đường, đường này không phải đường thốt nốt mà cái đường chứ bằng cái đường gì đó, đường Biên Hòa, bên trên Biên Hòa cô chú anh chị. Linh mua bịch nửa ký này nè, Linh thắng cái loại đường này thử ăn ngon không. Cái này là Linh mua dừa, Linh làm nước cốt, chút thắng cái nước cốt á. Linh thích béo thì Linh thắng nước cốt ăn chung. Nhằm người không thích béo thì người ta khỏi làm dừa cũng được cô chú anh chị. Linh có ít gừng nè, thắng nước đường bỏ gừng vô cho nó thơm á. Đây là bịch rau câu dẻo nè. Chúc Linh thắng. Linh nấu cái đậu hũ đó, Linh bỏ cái rau câu dẻo này vô cho nó đặc lại á. Bây giờ Linh sẽ bắt lên Linh nấu cái phần đậu hũ này trước. Cái đậu nành Linh bỏ vô son rồi nè. Linh bắt lên bếp Linh khuấy. Linh bỏ cái bột rau câu vô. Bỏ vô từ từ quậy ra cho chú anh chị. Mình bỏ cái một là bỏ vô nó bị đóng cục. Khuấy cho nó đều để không thôi nó dính nó khét ở dưới cái đít. Trong lúc khuấy rau câu bọt nó nổi lên nè, mình sẽ đi vớt cái bọt này để một chút cái tàu hũ mình nó sẽ mịn hơn. Vớt bỏ cái bọt ở trên. Lúc này bột rau câu nó cũng đã chín rồi nè. Mình sẽ đổ ra cái tô. Rồi Linh sẽ để cho nó nguội cho nó đặc lại. Linh sẽ đi thắng cái nước cốt để ăn đậu hũ cô chú anh chị. Linh bỏ vô đây một ít đường cho nước cốt nó ngọt ngọt á. Bật lửa lên nấu cho nó sôi cái nước cốt này lên. Phần nước cốt nó cũng đã sôi lên nè. Linh cho cái bột này, bột bắp, Linh thắng bột bắp, Linh cho vào. Nước cốt giờ nó cũng đã sệt lại cô chú anh chị. Linh sẽ nhắc xuống Linh nè. Và Linh sẽ thắng đường. Đường này Linh bỏ vô 3 cục, 4 cục chứ. Linh đổ nước vô cho nó tan cái đường này ra. Đường Linh thắng nó cũng đã sôi lên nè, nó tan hết rồi nè. Linh cho cái mà gừng vô, Linh cho ít gừng nè, có mùi thơm gừng gừng là được. Linh sẽ tắt lửa được rồi. Đậu hũ bây giờ nó cũng đã đặt lại cho chú anh chị. Linh sẽ dùng cái giá này nè. Linh sẽ múc ra. Múc cứng ngắt luôn rồi. Cái này lúc còn nóng cái nó dễ múc lắm cho chú anh chị. Cái này ở trên cái mầm. Cái phần ở trên là nó có cái đống cái ván ở trên, nó ván đậu hũ đó.
Nó múc bằng cái giá này nó hơi khó múc nè. Có cái gì mỏng mỏng dễ múc, mình múc cái giá này khó múc. Còn Linh bỏ nhiều đậu hũ quá cô chú anh chị, nên nên cái đậu đậu hũ quá bỏ nhiều rau câu nên cái đậu hũ này nó dai. Linh múc một bên, giờ Linh sẽ lưới cái nước đường lên. Sẽ bỏ một ít nước cốt lên nữa, miếng chén đậu hũ của Linh. Giờ Linh mời cô chú anh chị ăn đậu hũ nước đường nước cốt cùng với Linh nha. Đậu hũ nước đường này Linh bỏ nhiều rau câu nó dai của chú anh chị. Ngon lắm, nước đường thơm mùi gừng á. Anh nãy giờ đổ mồ hôi chưa? Cái này Linh làm nó hơi dai, nó không giống của người ta bán cô chú anh chị. Tao làm người ta bán sao mà nó mềm lắm kìa. Ta bỏ ít rau câu, vậy Linh bỏ nhiều rau câu nó bị dai luôn. Mấy lần đầu tiên Linh làm luôn. Linh không có cái gì múc với Linh múc một cục luôn. Nãy mình bỏ nước đường nhiều quá. Béo mà nó ngon. Nhưng mà dài của chúng làm thì ăn sao Linh làm không thấy giống người ta bán. Ta làm bán thấy nó mềm, miếng đậu hũ nó mềm lắm. Linh làm nó dai, bỏ rau câu nhiều quá nó dai. Để mà ăn nó mát nó bổ được cô chú anh chị. Video của Linh chia sẻ cái món đậu hũ đến đây cũng xin khép lại nha. Cô chú anh chị xem video của Linh đó, thấy thích thì ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên khích lệ tinh thần cho Linh nha cô chú anh chị. Video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt.